Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trở lại với clip ngày hôm nay, Khôi tiếp tục giới thiệu đến anh em một cặp loa cổ rất là nổi tiếng của thương hiệu KLH Model 23. Cái model này thì được người chơi đánh giá là thiết kế có cái thùng loa đẹp anh em nhé, đẹp nhất. Và thứ hai nữa, cái cặp loa này nó sẽ có những cái điều mà trên thị trường không có hoặc là anh em sẽ ít gặp hơn. Thì anh em có nhu cầu tìm kiếm cặp loa nghe nhạc vàng hay bolero, đặc biệt là đến bolero, thì cùng xem clip với Khôi ngày hôm nay. Đây nè, cặp loa đầu tiên là rất đẹp ha, rất đẹp đây. Đó, cực kỳ đẹp, hiếm có cặp loa nào mà thùng rất đẹp. Ekang zin, tem zin ra đây, đầy đủ ha. Đây anh em nhìn này, các cái đinh bấm ngày xưa ha. Đó. Cái vải bố này mình không có để thay nhá, anh em lưu ý. Nên những cái cặp loa mà đã bọc lưới thì lúc nào nó cũng rẻ hơn. Rồi, về cái cặp loa này anh em, này là KLH-23. Khôi nói nhiều rồi, Khôi có một cặp thôi. Cũng hay test nhạc để anh em cùng nghe đó. Thì hôm nay Khôi đưa lên bán, Khôi sẽ giới thiệu chi tiết. Đời này anh em nó có hai phiên bản, một loại một đời là nó sẽ là cụ từ vuông bánh chưng. Còn một đời là cụ tròn từ khuyết, rất là hiếm luôn này. Cụ tròn từ khuyết thì cái bát này á, chính xác của nó là tới 27 anh em. Nhưng mà gọi là 25 thì vì nằm trong cái rột này nhá. Thì cụ từ khuyết thì nó cho âm trầm nó sẽ hay hơn anh em nhé. Và bên cạnh đó là dễ ghép hơn cụ từ tròn đó. Đó là điều đặc biệt. Cái mà Khôi muốn nói đây là đây, người chơi đánh giá là cái cặp loa nó rất là đẹp. Đây mình đóng lưới vào này, đóng cái căng vào. Đó, thì nó như thế này. Anh em thấy không? Ở đây nó có một cái kiểu như là một cái, mình cứ hiểu nôm na ở đây là giống như một cái căng như vậy nha. Đó, được gắn vào. Nó rất đẹp. Đó, anh em nhìn từ xa này. Đó, về đồ đẹp là tuyệt vời luôn. Đó, không có gì để bàn ha. Rồi thùng vắt vuông vức luôn. Để Khôi kể cho anh em xem chi tiết. Đó anh em thấy không? Thùng này. Nó vẫn còn những cái dấu vết theo ngày xưa. Nhưng ngày xưa là nó gỗ nó rất là mộc mạc cái này. Đấy, anh em cùng xem đây. Mặt đít này, mặt này không có xỉ ba luôn anh em. Chỗ này là dính keo nhá. Dính keo mình cũng có thể trà ra được này. Đó. Cọc loa các thứ đầy đủ. Cái này code server chỉnh trung âm. Còn hai cọc loa nó giống với AR này. Đó. Đây mình quay rõ ràng chi tiết ha. Đó, tất cả mặt hàng có bán đó. Khôi cũng đều quay. Đây này nè, cái bếp thứ hai này. Cũng rất là đẹp. Được gọi là đẹp xuất sắc là như vậy nè. Quan trọng nhất là thùng nó không bị vỡ này. À, còn cái màu á thì mình có thể lên màu sáng tối nha. Đây, e căng đầy đủ này. Quay rõ ràng anh em ha, e căng đầy đủ, tem đầy đủ. Ở bên hãng họ dán ngay đây anh em nha, chính xác ngay đây luôn. Chứ không phải là mình dán. Rồi. Đó. Đến các cái miếng dán này là zin anh em nhé. Đấy, rồi. Ok, thùng rất là đẹp. Đấy, mà thứ là tuyệt vời. Nói chung là không có còn gì để bàn. Anh em cũng xem thùng vắt. Rồi nói chung là cái ngoại hình là chấm 10 điểm đó nè. Chấm 10 điểm ha. Đây, cọc loa đầy đủ ha. Đó, thùng vắt là tuyệt vời. Rồi, thì đó là về hình thức. Và zin tuyệt đối nguyên bản. Cái điều này Khôi khẳng định với anh em này. Zin tuyệt đối nguyên bản luôn. Đó. Không có một. Nếu mà phát hiện ra mà không zin á, thì chắc chắn rồi Khôi sẽ tặng luôn cho anh em cặp loa này ha. Tặng luôn. Nói danh dự như vậy vì mình đã kiểm tra rồi. Zin thì mình nói zin về dù như từ bến về. Test nó hát và thứ hai nữa mình cùng kiểm tra. Rồi thì phần tiếp theo á thì chắc chắn rồi Khôi sẽ tháo nó ra để quay cho anh em xem cái cụ từ. Thì vì nhiều khách cũng nói là cụ từ cho mà từ khuyết là như thế nào. Thì bây giờ Khôi sẽ tháo ra để anh em cùng xem ha. Vì cặp này thì Khôi đã test hôm qua với con Fisher 201 rồi với con Amplitix 200m rồi. Nên Khôi sẽ báo giá ở đây luôn. Rồi còn cái phần test nhạc thì Khôi sẽ edit lại nha. Thì cặp này giá trên thị trường thì chắc chắn là ngoài 10 triệu rồi. Không có dưới 10 triệu đâu. Cho với cặp loa đẹp như thế này. Cái mặt trước này anh em, hai số series nó trùng luôn nha. Ở STI 120970 đó, nó trùng hai số luôn. Nó rất là đẹp luôn. Thì cái cặp này trên thị trường chắc chắn là ngoài 10 triệu rồi. Nhưng mà hiện tại thì trong cái mùa tháng 5 này chuẩn bị nghỉ hè, và Khôi cũng đang có dự định là cho mấy đứa con đi du lịch một tuần, nên mình sẽ nghỉ một tuần vào đầu tháng 6, nên là Khôi sẽ bán với giá tốt nhất trước khi mình nghỉ nha. Cặp loa này Khôi sẽ bán giá 9 triệu
giá công khai cho anh em luôn. Và được giá này xin báo với anh em là sát với giá nhập luôn. Đã, sát với giá nhập. Mình có đầy đủ hóa đơn chứng từ, hoặc là các anh em thợ cũng đang bán với cái mức giá gần như giá này mà chưa có dọn luôn, chưa có làm clip đâu. Gọi là giá tại kho đó nha. Thì anh em tham khảo thêm. Còn bây giờ thì mình sẽ tháo cái cụ từ và test chất âm để mình cùng nghe thử, đặc biệt là con Amplitude 200S này nhé. Rồi mời anh em cùng xem tiếp. Rồi đây mọi người, Khôi đã tháo ra cho anh em cùng xem cái đời cái cụ tròn đây nè. Cái KLH là 23 này á, nó có đời cụ vuông, là cụ bánh chưng và cụ tròn. Cụ này là cụ từ khuyết đây nè. Một cái model rất là hiếm, hay được còn gọi là limited đó. Nó rất là đẹp đây nè, rất đẹp ha. Cụ chép thì giống nhau, nó là chép bánh chưng. Còn các cái đời KLH á, nó là cụ bánh chưng này nè. Hiếm khi mà nó có cái cụ từ tròn gọi là cụ từ khuyết ha. Thì nó sẽ cho âm trầm mạnh hơn. Đó. Còn cái bát này bát sần anh em nhé. Trên này là có cái số này. Đó. Rất đẹp. Thân tần thì chắc có thể giống nhau rồi. Đó. Ok, giờ Khoa đưa ra một tí anh em xem. Xem cái phân tần nha. Đây. Phân tần này. Phân tần thì nó sử dụng cái tủ thì nó giống cái đồ mị, còn mấy cái con nhiệt đó thì nó giống nhau. À dưới này nè, dưới cái quặn nằm dưới này nè. Thôi cái này thì nó zin của nó thì mình chẳng cần quan tâm nhiều. Hàng này thì sử dụng các cái đầu nối rất là đẹp đó đây. Mở nắp ra ha. Chứ không có hàn, không có đồ. Mình không có phải cắt ở đây. Mình tháo nha. Gần trường học hai đứa sớm chiều ngang đi về tôi đón đưa. Nhà nàng qua đò ngang, có bên sông ngập ngang, có cây đa rừng che mắt vai nàng. Một ngày kia làng tôi đang sống đợi yên, buồn răng kín chiều mưa. Từ ngày xa dòng sông lâu lắm chưa về phép, nhớ môi em đẹp như cánh sen hồng. Rồi một hôm về thăm, mong có nàng ra đón, áo trần sơn vai động vui chưa chân. Nào ngờ khi qua sông, áo vắng sen tàn hoa, mới hay tin người yêu đã theo chồng. Tình đầu như là không, tôi đứng muộn lên mông, nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông.
Chiều sương vây kín